Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn U70. Các bạn ơi, trước khi đi vào chủ đề chính nhé, mong các bạn xem video và like và share. Và ai là mới thì đăng ký kênh nhé, ủng hộ U70 nhé các bạn nhé. Thì mình không để các bạn chờ lâu. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ về một cái cô cháu mà cái này là có thật 100%, không bịa đặt, và của một cô cháu lấy chồng người Mỹ gốc Phi. Cháu nói là người Mỹ gốc Phi, người da đen. Và cái quá trình quen và sang Mỹ như thế nào, thì cái video này phần 2 mình vẫn chia sẻ về cái cuộc quen biết của cháu ấy, và trong cái thời gian tìm hiểu như thế nào. Cháu ấy chia sẻ rất là hay, rất là thú vị. Thì cái câu chuyện như thế nào, mong các bạn xem hết video nhé. Thì cũng như cái video lần trước, cháu ấy nói là cháu ấy quen ở trên cái mục mà hẹn hò, thì cũng có rất là nhiều, nhưng mà chính là cháu nói chuyện với ba người. Thì hai người đầu ấy là cũng người thì ở Mỹ nhưng mà chuyển sang Nhật và làm ở Nhật, và cũng chỉ chuyện được 4 tháng. Thì không biết là bạn đấy hay là bạn kia ấy, thì không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì cháu nói là cũng không hiểu tại sao, nhưng mà bạn kia là không nói chuyện nữa, bận rộn này nọ. Thì chuyện sang một cái bạn thứ hai nữa thì cũng nói là cũng được 5 tháng. Thì bạn kia bạn lại lý do bạn ấy không chắc, là người ta nghĩ là chuyện trò rồi với những người nước ngoài như thế, rồi có khi sau này nếu mà thành công ấy thì lại phải đưa sang Mỹ, cho nên là nó phức tạp hay như thế nào ấy, thì người ta không muốn nói chuyện tiếp nữa. Thì cái đấy không biết. Thì lý do nói là người bạn mất rồi, nói chung là công việc này nọ, chứ là không hứng thú nói chuyện làm quen nữa, thì dừng. Và đến cái người thứ ba là người Mỹ gốc Phi, có nghĩa là cái người chồng của cháu ấy bây giờ ấy, thì trong cái khi mà tìm hiểu nhé, thì cháu ấy nói là rất là vui, mà anh ấy nhắn ấy, một ngày ấy, rất là chịu khó nhắn tin lắm ấy, một ngày 7-8 cái tin nhắn. Mà cháu nói là cái tiếng Anh của cháu ấy thì cũng không được giỏi ấy, mà cái nhắn như thế thì nhiều lúc cũng thấy nó kiểu như là khó đấy, cũng phải tìm phải dịch đấy. Thì cháu ấy nói là rất là tích cực, xong là nhắn cho cháu là 7-8 cái tin nhắn. Thì cháu nhắn lại một cái là lập tức là anh ấy nhắn lại cho cháu ấy liền, và rất là vui. Thì cháu ấy nói là cái người này thật sự là người này là người tìm kiếm. Rất là nhiệt tình và rất là vui. Thì người này là chắc là thật sự là tìm kiếm, muốn tìm vợ thật sự. Thì hai người chit chat cho nhau rất là vui. Và cháu nói là hàng ngày là cứ chit chat nói chuyện như thế. Và cháu đi làm chứ cháu không nghỉ, đi làm ở cái công ty gì ấy, cũng nói này đi làm mà cũng giỏi tiếng nước ngoài, tiếng Trung Quốc, thì làm ở trong một cái công ty ấy. Nhưng mà cháu ấy vẫn có một cái phòng riêng để cái lúc giờ rỗi rỗi ấy là chit chat với anh bạn, thậm chí
ngồi 2-3 tiếng, anh ấy rất là chịu khó chit chat với cháu ấy. Thì cháu ấy cảm thấy là cháu ấy phấn khởi lắm, mừng lắm, vui lắm mà đã tìm được người để mà có thể là tiến tới xa hơn. Và cháu ấy nói là lúc đấy là cháu ấy đã có 2 đứa con riêng rồi, và cháu ấy bảo cháu ấy cũng không nghĩ là muốn đi bước nữa, nhưng mà thấy nghĩ là cái người đàn bà nó phải cần có cái người đàn ông để dựa dẫm, dù mạnh mẽ đến mấy thì cũng vẫn phải có cái bờ vai để dựa. Với lại cháu nói là cháu có con trai, cho nên là cháu cũng muốn có người đàn ông để mà dạy dỗ cái đứa con ấy nó tốt hơn. Thì bởi vì cái tâm lý ấy, chị trẻ con bao giờ cũng sợ đàn ông mà. Thế thì cháu quyết định tìm hiểu, và cứ ngày nào cũng chit chat như thế, ngày nào cũng cũng chit chat cho nhau rất là vui. Rồi cháu nói là nói chuyện với nhau được được 9 tháng à, 9 tháng rồi nhỉ, mình nghe rồi nhưng mình lại quên, hình như là được 9 tháng ấy. Thì anh ấy bay về Việt Nam thăm cháu ấy, bay về Việt Nam thăm. Trời ơi, cháu nói là anh ấy hiền, anh hiền, anh ngồi đâu ngồi đấy mà cứ đùa với con trai của cháu ấy, mà vui lắm, vui ơi là vui ấy. Rồi cả nhà ai cũng mừng rỡ và cũng cứ khen khen là anh ấy hiền và anh ấy tâm lý lắm, mà cứ chơi với con của cháu ấy nhiều hơn là cháu ấy. Thì cháu ấy nói là cái người đàn bà ai cũng thế, thì người ta cũng có con riêng mà muốn đi bước nữa là phải là cái người đàn ông, người ta phải thương yêu con mình thì mới đi được. Mà cháu nói là quan tâm yêu quý cái thằng thằng con của cháu ấy, kể cả cái lúc về Việt Nam lẫn cái lúc mà chat cho nhau để nhìn mặt ấy, thì cháu nói là cháu cho nhìn thấy hết, kể cả làm cái gì cũng cho nhìn thấy. Rồi đang kiểu như sinh hoạt bình thường trong của gia đình này này, cháu ấy làm cái gì cháu cũng cho biết, rồi ăn cái gì cũng cho nhìn thấy, rất là gần gũi, rất là thích. Thì cháu nói là cái đứa con của cháu ấy là nó mới có hơn 3 tuổi thôi, nó rất là nghịch con trai. Thì những lúc mà nó nghịch ấy, thì cháu ấy lôi vậy, thì người Việt Nam mình hay như thế, lôi xong là phát ra đít ấy. Thì cháu nói là rồi anh ấy gầm lên, anh bảo là mày không được đánh con trai của tao, đấy là con trai của tao, tương lai nó là con của tao, tao là ba ba của nó. Thì cháu nói là cháu vui lắm, cháu thích lắm. Xong rồi cứ như ngày nào cũng chit chat như thế, xong là về Việt Nam chơi thì là trời ơi anh ấy hiền lắm ấy, cả họ hàng cả gia đình bố mẹ rất là quý anh ấy, quý lắm ấy. Và mua cho anh ấy tất cả những cái của ngon vặt lạ gì của Việt Nam ấy là mua cho anh ấy ăn, không có tiếc tiền, không tiếc tiền. Bởi vì là cháu nói là cháu ấy đã dang dở một lần rồi mà tìm được một người người ta yêu thương con mình mà thấy hiền mà tâm lý lắm, cho nên là cháu vui lắm, không có tiếc một cái gì cả. Gia đình rất là quý, gia đình họ hàng rồi mọi người rất là quý, và không có tiếc gì anh ấy cả, mua cho anh ấy ăn. Rồi cháu nói là bởi vì là anh ấy về là chỉ được có 2 tuần thôi, thì cháu nói là mày có muốn đi đi du lịch không, thì cháu ấy đưa đi. Thì anh ấy nói thế này, tao về đây là chủ yếu gặp mày và gặp gia đình của mày, chứ không phải là tao về đây để đi du lịch, chứ là tao không đi. Thì cháu ấy nói là anh ấy nói câu gì cũng cũng rất là thích và rất là tâm lý các bạn, rất là tâm lý, rất là thích. Thì cô cháu nói là anh ấy nói thế thì cũng 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 đúng rồi, thì không đi. Và cũng có lúc là, nhưng mà cháu nói câu này thì mình thấy cũng không ấy, thì câu ấy cháu tự ái cái câu này thì anh ấy nói thì cũng là chuyện bình thường thôi. Thì anh ấy nói là kiểu như là trẻ con của mày, thằng con của mày không được giáo dục, không được dạy dỗ
Nên là kiểu như những lúc ăn uống ấy, hoặc là nghịch ngợm quá, chạy nhảy lăng nhăng quá, thế là anh ấy không thích. Cái lúc ăn ấy là không ngồi ăn mà chạy lăng nhăng như thế. Thì cháu nói là về sau sang Mỹ rồi thì cháu mới biết là ở Mỹ hoặc là Tây Âu cũng thế, người ta có cái ghế cho trẻ con nó ngồi cho nó ăn chứ không có cho nó chạy lăng nhăng. Thì hai cái con người, hai đất nước nó khác nhau, thì cái câu đấy thì người ta nói thì mình cảm thấy nó cũng không có gì cả, nó bình thường thôi. Nhưng mà cháu nói là nói như thế cháu rất là buồn, buồn là bảo là con của cháu ấy không được giáo dục nọ kia đấy. Thì và anh ấy về xong rồi là anh cháu nói là ban ngày ấy, thì ở nhà cháu ấy, còn đêm ấy thì thuê khách sạn thì anh ấy ngủ ở khách sạn và cháu ấy cũng đến khách sạn ngủ cùng với anh ấy, cả con anh ấy, cả con cháu ấy. Thì cháu ấy nói là ý cháu ấy là chia sẻ là ngủ như thế thì sợ mọi người người ta chê cười, nhưng mà cháu ấy nói là về là cũng liên hoan nhỏ nhỏ thôi trong họ thôi, và cũng mua nhẫn đính hôn, đính hôn rồi. Cho nên là cháu nghĩ là anh ấy về mà đã làm lễ đính hôn rồi mà ý nói là không đến đấy ngủ với anh ấy, thì anh ấy về thì chắc là nó nhạt nhẽo mà sẽ không thành công. Cho nên là anh ấy, cháu đến cháu ngủ với anh ấy. Thì nói chung là cháu ấy chia sẻ nó vui lắm, nó hạnh phúc lắm. Cháu và cháu mừng lắm, mừng ơi là mừng ấy, mừng đã kiếm được người có cái tay yêu thương con mình. Thì cái video này là mình chia sẻ đến đến đây là phần 2, nhưng mà cái nó còn còn dài, cho nên là mình xin dừng ở đây để hẹn các bạn là video tiếp theo nhé. Bây giờ mình xin dừng video ở đây, rất mong các bạn xem và ủng hộ nhé.